起燃冷可以换一种刚才燃的那个别叫刚才燃冷别叫不得少当初别叫我不紧张的摩托哪有那么燃冷搞不出来的有些我今天的给你不会买单的就在你们把观众上说那么多了但是有些你没有那个对对对对对对对对对对对这个电视早点点。No， 干哪了你？哥，东交东王哎。那你哥交东王叫？东王。刚才那个，哎，那个来过了你？来接老板。来接老板。đây người ta gọi là trung trang, thành trang, làm đẹp đây cái gọi là gì? Trung hoa, các bạn nhìn trung hoa chưa? Giờ nó dám đẹp cái mà thôi. Không bền. Thành trước cũng được. Thành trước. Thành trước. Thành trước cũng được. Dây chằng mẹ đối chiếu. Đấy nó gọi là dây chẳng liên trụ. Trời ơi, liên trụ. Nhưng mà sao cái thầy không chơi đấy thì chúng lại gọi là cái gì? Lưỡi bẹn nông. Nông. Lưỡi bẹn nông. Đây người ta gọi là dây chẳng phản chiếu. 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 Mở nó. Mày trưởng là đúng. Các bạn nhìn đây chưa? Đây chính là dây chẳng phản chiếu. Nhưng đẩy xuống đây gọi là dây chẳng phản chiếu. Dây chẳng phản chiếu. Đừng thêm chữ mẹ. Lật sang đây phát. Kéo trong, kéo bé. Thần kinh Thần kinh sinh dục đùi. Thần kinh sinh dục đùi. Và dây kinh trọng hạ vị. Thì thấy nó nằm ngang rồi thành ngang. Sáng tác. Thế là mặt ra chính là sinh viên chủ nhật liên thông rất hay sáng tác. Vào sáng tác kích. Mai gì nhờ hỏi cái xương bướm trên đầu đến thế các bạn mình nhờ. Vào chỉ có cái lỗ đấy. Ông làm luôn lỗ bướm. Rất khỏe cho đấy. Chỉ có lỗ cái luôn cái gì nhờ. Lỗ bướm. Thời gian rồi. Còn lại cái cơ cầm này các chị biết gọi là cơ gì nhỉ? Cơ cắn. Cơ khép này thì cắn này. Thế ông làm luôn cơ khép bướm. Không thể nó bám cái xương bướm đâu không gì nhỉ? Ông thêm luôn. Có nằm trên xương bướm gọi là lỗ gì? Cơ này cơ gì? Cơ thằng to. Cơ thằng to. Cơ thằng to. Nhìn cơ thắt được chưa? Ông bèn, ông bèn. Dán chỗ này, mặt ngang. Vì thành sau mặt ngang. Mặt ngang. Mặt ngang. Thì đúng không? Mặt ngang, không mặt ngang. Mặt ngang. Thế giờ dán ở trên này.
Liền bên xong rồi mặt trước, bạn nhìn mặt trước xong rồi. Nào, lật ra mặt gì đây nhỉ? Mặt sau. Mặt sau cái này gọi là gì? Thường động mạch rốt. Cơ ngang bụng. Cơ ngang bụng. Cơ ngang bụng gì? Sao đây? Kéo bụng trong. Trong giờ đây. Cơ thẳng bụng. Nhưng bây giờ con chơi đúng chỗ này. Đường cung đu la. Đường cung đu la. Cung đu la. Cung đu la. Dây chằng hết sen bét. Dây chằng gian hố. Dây chằng gian hố. Động mạch thường vị dưới. Động mạch thường vị dưới. Kinh đấy. Động mạch thường động mạch rốn. Dây chằng keo bằng quang. Nhưng bây giờ nó không dán chỗ này, nó dán lệch đi. Dây chằng Nó đến thì nhờ các.